Rồi chúng ta hãy nói tới là bây giờ chúng ta đã biết thông tin liên quan tới Tesla, liên quan đến Microsoft thì trong tuần này còn sự kiện nào lớn nữa chúng ta cần phải quan tâm? Thì ngày mai đây chúng ta có một số những thông tin liên quan đến bất động sản các bạn để xem coi là tình bất động sản như thế nào. À, xem coi là chúng ta đã biết là bất động sản đã chậm lại rồi nhưng mà chậm đến mức nào chúng ta sẽ biết thêm trong ngày mai và đồng sẽ chia sẻ với các bạn rồi thứ sáu chúng ta sẽ có thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát PCE các bạn đây là cái chỉ số mà Fed quan tâm nó thật cái nó cũng đi theo xu hướng của CPI chúng ta có hai chỉ số các bạn đã biết rồi CPI là cái chúng ta đã nhận được cách đây khoảng chừng 2 tuần PCE là cái chỉ số chúng ta sẽ nhận được ngày thứ sáu này và tôi nghĩ cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đâu tôi nghĩ là PCE sẽ đi theo xu hướng của CPI cho thấy là 3 tháng liên tục Làm phát tài giảm xuống Khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn Rồi chúng ta cũng có một cái thông tin Cũng gây ra nhiều sự sôi động Ngày hôm nay liên quan đến crypto Đó là thông tin đến từ Một thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona Đó chính là thượng nghị sĩ Wendy Rogers Thì Wendy Rogers đã nói gì Ngày hôm nay Đã làm gì khiến cho crypto xung sao như vậy Thì thượng nghị sĩ Wendy Rogers đã ra mắt hai dự luật các bạn Đây là hai dự luật cho tiểu bang Arizona mà thôi Chứ không phải là cho toàn bộ Hoa Kỳ, không phải là cho liên bang Hai dự luật này đó, thứ nhất là chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp tại bang Arizona Thì bây giờ đó, khi các bạn nói về thuế đó Thì Bitcoin được xem như một tài sản các bạn Như là vàng, như là bất động sản, như là chứng khoán Đánh thuế y chang như là tài sản gì đó Chúng ta có short term và long term capital gains Nghĩa là các bạn có lời ngắn hạn hay dài hạn thì đóng thuế nó khác nhau Có một số người họ ghét Bitcoin và crypto đó Họ nói là những quốc gia như là Hoa Kỳ Chấp nhận crypto nhưng mà xem như là cờ bạc Thì cái đó không đúng đâu Những người đó là những người mà họ thật sự không biết gì Về Hoa Kỳ chấp nhận crypto như thế nào Tại vì hiện bây giờ đã crypto tôi chia sẻ với các bạn là tính thuế dựa theo tài sản Còn khi mà các bạn đi cờ bạc Giống như là ở Las Vegas đó, Các bạn có cờ bạc thắng đó, thì cái số tiền đó tính theo thuế khác rồi các bạn chứ không có tính thuế như là tài sản như là bitcoin tại vì bitcoin y chang như là chứng khoán như là bất động sản như là vàng có short term và long term ngắn hạn và dài hạn và cái thuế nó khác nhau đó là điều thứ nhất điều thứ nhì là tiểu bang arizona ra quyết định crypto là phương tiện thanh toán hợp pháp và có thể dùng để trả thuế đây là hai cái dự luật mà thường vừa nói với các bạn dự luật đầu tiên đó để cho các bạn thấy được là đây là cái dự luật legal tender tiền tệ hợp pháp bitcoin và dự luật thứ nhì là cái dự luật uh, liên quan đến crypto các bạn dùng làm phương tiện thanh toán và hai dự luật này không có dài các bạn dự luật uh, crypto phương tiện thanh toán nó chỉ có ba trang mà thôi và cái uh, dự luật bitcoin đó riêng như bitcoin thì uh, dài 17 trang, thường đã xem những cái dự luật này rồi Và một cái ví dụ crypto đó thì Wayne Roger đưa ra là Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash Và có thêm nhiều bạn nói là hiện bây giờ đó, ở Hoa Kỳ thì đã có thể dùng crypto làm phương tiện thanh toán rồi Bây giờ Thuận muốn bán nhà của Thuận, Thuận hoàn toàn có thanh toán bằng BTC Hay là bất cứ một cái crypto nào, đó là quyền của Thuận, hoàn toàn hợp pháp các bạn, không ai cấm hết Nhưng mà tại sao ở Arizona lại muốn ra cái uh, quyết định crypto là phương tiện thanh toán, tại sao lại có dự luật này Tại vì bây giờ ở tiểu bang Arizona đó, Tuy là các bạn có thể buôn bán Và thanh toán dùng crypto Nhưng mà các bạn lại không có thể trả thuế bằng crypto Thì Wendy Rogers nói là Nếu như mà cho một ai đó ký cái tấm check Để mà trả thuế đó, Thì tại sao lại không dùng crypto được Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây đó Đây chỉ là hai dự luật mà thôi Và cách đây không lâu nó một năm Thì cũng đã có một cái dự luật tương tự đưa ra Bởi Wendy Rogers nhưng mà đã không có Được thông qua nhưng mà Tuy hai dự luật này đó khả năng thông qua không có cao nhưng mà vẫn tiếp tục là một dẫn chứng cho thấy sự hấp dẫn và sự chấp nhận crypto bởi các nhà lập pháp tại Hoa Kỳ. Wendy Rogers là một trong nhiều người ủng hộ crypto tại quốc hội và đây là điều rất là đáng nói các bạn tại vì chúng ta thấy được là hôm nay đó chúng ta có cái thông tin đến từ Dennis Porter đây là CEO của Satoshi Act Fund đây là một trong những cái đơn vị mà thúc đẩy sự chấp nhận crypto ở quốc hội ở Hoa Kỳ thì người này cũng đã đến DC và các bạn được là ở Washington thì đã gặp rất nhiều à, những người nổi tiếng như là Ron Wyden, Cynthia Loomis, Ted Budd và Pete Section các bạn đây là những người mà ở quốc hội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ crypto như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây rất là đáng nói tại vì sau cái sự kiện của FTX cái mà thượng lo lắng hơn không phải là còn công ty nào À, sắp sự sụp đổ nữa đương nhiên đó là điều mà ai cũng lo lắng nhưng mà hơn cái đó nữa đó chính là những người mà đang ủng hộ crypto ở quốc hội đó thì sự kiện FTX giống như là một cái gáo nước lạnh như các bạn tát vào mặt của họ họ luôn ủng hộ crypto đó là một chuyện đã khó rồi tại vì có rất nhiều người ở trong quốc hội đó thứ nhất là có một số người họ không biết crypto đó là sự thật à, còn một số người còn lại đó phần lớn họ cũng chẳng quan tâm đến crypto và một cái luật hay là dự luật nào mà muốn được bỏ phiếu được thông qua đó thì những người này phải thuyết phục những cái nghị sĩ khác ủng hộ đó là một điều khó rồi à, có cái sự kiện của ftx lại càng khó hơn tại vì nhiều nghị sĩ họ không có biết rõ thị trường này họ sẽ xa lánh các bạn tại vì họ không muốn liên quan nhưng mà sau sự kiện của ftx sau bao nhiêu ngày tháng thì các bạn được là ở quốc hội chúng ta vẫn còn rất là nhiều người ủng hộ thị trường crypto này tất cả những cái nghệ sĩ đương thời cũng giống như là Wendy Rogers thường vừa chia sẻ với các bạn thì đây cũng là một điều đáng nói rồi chúng ta dành một ít thời gian để mà nói về một số tài liệu on chain thì hôm nay CEO của Crypto Khoan đã chia sẻ một cái biểu đồ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu đồ này thì nó cũng rất là tương tự như biểu đồ NUPI các bạn có rất nhiều những cái màu trên màn hình cái đường mà màu xám trên màn hình này chính là giá của BTC và những cái màu này đó là đại diện cho chúng ta đang ở dùng bull market hay là bear market thì để các bạn hiểu rõ hơn đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta bắt đầu là từ phải qua trái đi Cái màu xanh dương này đó là lúc mà thị trường dựa theo chỉ số này là cực kỳ bearish các bạn Rất là bearish luôn Rồi cái màu đỏ là thị trường bearish Cái màu xanh lá cây đó là bắt đầu thị trường bull Cái màu vàng đó là thị trường bull market Và cái màu đỏ đó là một thị trường bull market đã đến cái điểm hưng phấn rồi thì các bạn đã biết là chúng ta đã ở trong một cái thời gian cực kỳ bearish cho nên các bạn thường là ở bên dưới này đó chúng ta nhìn thấy được là có rất là nhiều dùng màu xanh dương xuất hiện tại vì mọi người rất là bearish trong vòng mấy tháng qua nhưng mà mới đây thì các bạn thấy được đã có một sự tăng trưởng nhanh chóng dẫn đến là chúng ta thấy được là đã nhanh chóng chuyển qua thành màu đỏ đậm rồi sau đó chúng ta chuyển qua thành màu xanh lá cây có nghĩa là thị trường đã đi vào cái dùng early bull có nghĩa là chúng ta đã khởi đầu một cái bull market ít nhiều gì đó thì đây là cái nhận định đến từ ceo của crypto chúng ta có thể trở về cái dùng bear market hay không thì ceo crypto cũng không dám chắc chỉ nói là hoàn toàn có thể nhưng mà cái mà chúng ta thấy được là nếu chỉ dựa vào tài liệu này cho thấy được chúng ta đã bắt đầu đi vào một cái dùng khởi đầu của bull market rồi mới khởi đầu mà thôi đó là chia sẻ của CEO đến từ Crypto Khoan. Rồi, chúng ta cũng thấy Crypto Khoan đưa ra thêm một biểu đồ nữa. Đây là tài liệu được chia sẻ trên Crypto Khoan. Thì các bạn đang thấy được là họ cũng đưa ra một cái biểu đồ à, bên trên này đó chúng ta thấy được cái đường mà màu đen là giá của BTC, cái đường màu xanh các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là cái cách tính lời lỗ ở trên OnChain dựa theo cách tính của Crypto Khoan. Và cái đường màu xanh nhạt Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, Cái đường mà nó không có di chuyển lên xuống mạnh Mà nó có cái di chuyển điều đặn hơn lên xuống đó. Đây là cái đường trung bình Trong vòng 365 ngày qua Thì cái mà được chia sẻ ở đây Là mỗi một lần mà chúng ta thấy cái đường màu xanh đậm này Mà ở phía dưới cái đường màu xanh nhạt đó Cái đường trung bình 365 đó Thì đây là cái thời điểm rất là bearish các bạn Mọi người rất là bi quan Nhưng mà chúng ta đã được điều mà xảy ra đó chính là gần đây cái đường màu xanh dương đậm này đã tăng ngược trở lên và đã qua khỏi cái đường màu xanh nhạt. Đây là dấu hiệu gì? Dựa theo những lịch sử trước đây đó, các bạn nhìn thấy đây là dấu hiệu của cái sự hồi phục và đó là nhận định đến từ crypto khoan hai cái này đều là nhận định đến từ crypto khoan Thôi muốn gửi đến các bạn cho thấy được chúng ta đã vào cái dùng hồi phục rồi không còn ở dùng tích lũy nữa và các bạn đã thấy là thường chia sẻ rất nhiều những chỉ số chúng ta đã nhìn trên những mấy tháng qua đó những chỉ số như là a hodler thì đều cho thấy chúng ta nằm trong cái dùng tích lũy gần đây đó sau sự tăng trưởng này thì các bạn được là chỉ số mà chúng ta vừa nói đến đều cho thấy là chúng ta đã rời khỏi dùng tích lũy rồi. Đây có thể là dấu hiệu hồi phục dựa theo tài liệu on-chain và chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ NUPL đó. Biểu đồ này là các bạn thấy được là chúng ta có cái màu hồng. À, đây là cái thời điểm mà mọi người chán nản bỏ cuộc. Rồi chúng ta chuyển qua thành màu cam. Đó chính là cái thời điểm có sự hy vọng. Chúng ta chuyển qua thành màu nâu đó. Đó chính là thời điểm lạc quan. Rồi chuyển qua thành màu xanh lá cây là thời điểm có lòng tin và cuối cùng là màu xanh nhạt hơn màu xanh dương Đây là cái thời điểm hưng phấn Thì các bạn có biết chúng ta đang nằm trong vùng nào dựa theo chỉ số NUPL hay là không Thường zoom vào các bạn thấy được là chúng ta đã đi từ cái vùng màu hồng qua cái vùng màu cam rồi Khi đi từ cái vùng chán nản chúng ta đã bước qua cái vùng mà có sự hy vọng rồi Chúng ta vẫn chưa lên tới cái vùng lạc quan nhưng mà chúng ta đang nằm trong cái vùng hy vọng hiện tại Và đang muốn bước qua cái vùng lạc quan Và có một số bạn muốn biết là hiện bây giờ đó cái số lượng mịch không có lời là bao nhiêu thì dựa theo class Note đó chúng ta đã trở về mức là 71.59 chúng ta đã chính thức rời khỏi dùng tích lũy vào ngày 1 tháng 1 của năm nay rồi như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đương nhiên con số này có cao không vẫn chưa cao đâu các bạn. Thật ra thường đó thì khi mà cái đường màu cam này lên đến cái mức là khoảng chừng 90% lúc đó chúng ta mới thật sự lo lắng là sẽ có một cái sự chốt lời mạnh chúng ta vẫn chưa có đến mức đó rồi một cái Biểu đồ khác nữa liên quan đến on chain à, ở trên crypto khoan cho thấy được là hiện bây giờ tuy là chúng ta đã thấy được là giá cả đã có cái sự hồi phục à, cũng khá là mạnh cho bạn từ mức 167.000 mà lên tới mức 23.000 hiện tại và trong thời gian cũng rất ngắn mà thôi thì đương nhiên chúng ta cũng thấy một số động tĩnh à, đến từ một số những cái người mà có nhiều bịch có nghĩa là họ đem bịch lên trên sàn nhưng mà cái tốc độ đem lên cũng không có đáng kể các bạn nhìn thấy được là cái tốc độ mà họ đem Bitcoin trên sàn đó càng ngày nó đã uh, từ từ tốc độ vẫn đem lên nhưng mà nó đã chậm rồi các bạn thấy cái đường màu đỏ trên màn hình đó, thì nó đã có cái uh, xu hướng chậm lại rồi và chúng ta cũng nhìn thấy được là nếu chúng ta nói tới tổng cái số lượng Bitcoin đem lên trên sàn hay là Ethereum lên trên sàn đó thì thường zoom vào các bạn thấy được là thật sự cũng không có gì gọi là đáng kể hết cái đường uh, các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là đại diện cho số lượng Bitcoin trong vòng khoảng chừng là hai tuần qua như thế nào thì chúng ta thấy được là cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn hay là nhiều Ether đẩy lên trên sàn chúng ta vẫn thấy một số hiện tượng chút lời nhưng mà nói chung đó thì cũng không có đến nỗi phải quan tâm hiện bây giờ thì tất cả những gì mà được chia sẻ bởi Crypto One và Plasno đó đều cho thấy được chúng ta đã thấy dấu hiệu rời khỏi cái dùng tích lũy đi vào cái dùng hồi phục nhưng mà tài liệu on-chain chỉ là một phần mà thôi các bạn Chúng ta đã cùng nhau xem tài liệu on-chain Có thể nói là hai năm qua rồi Có lúc cũng rất là chính xác Có lúc thì cũng không chính xác rồi các bạn Chúng ta không nên chỉ dựa vào tài liệu on-chain Mà đây là một cái phần tài liệu cộng với lại những cái thông tin thường hay chia sẻ với các bạn cộng với lại những bạn nào mà yêu thích minh tính kỹ thuật hay là cộng với những bạn nào mà thích phân tích căn bản thì đây là những cái mà có thể hỗ trợ thêm cho các bạn chúng ta không thể nào dựa vào tài liệu on chain giống như là hiện bây giờ các bạn đã biết là thuận vẫn đang tích lũy thì trong thời gian mấy tháng qua thì tích lũy đó thì tài liệu on chain cũng cho thuận một cái thông tin là ngay cả on chain cũng nghĩ đây là tài liệu tích lũy nhưng mà tài liệu on chain có nghĩ thế nào đó nó cũng là một phần của cái suy nghĩ của thuận mà thôi thuận không dựa hết vào đó tại vì cái chiến lược của Thuận đã có rồi thì các bạn cũng như vậy Đây chỉ là một cái phần tài liệu để hỗ trợ Thêm cho các bạn mà thôi Cũng giống như là các bạn phân tích kỹ thuật gì đó Các bạn nhìn tài liệu hiện có Và các bạn phân tích và đưa ra Một cái kết luận là Trong cái tương lai tới đây đó, Đường giá sẽ ra sao thì cũng tương tự thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn như gì mà Thuận đang thấy hiện tại mà thôi Chứ còn chúng ta ngày mai có một thông tin nào lớn đó, thì tất cả những cái này nó đều sẽ bị ảnh hưởng hết các bạn Nhưng mà rất nhiều bạn quan tâm đến on chain nên Thùng cũng muốn dành thêm thời gian để mà chia sẻ nhiều hơn với các bạn về thông tin này Rồi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Cardano Thì có một số những tin đồn là cái đồng ổn định DJET của Cardano có thể là sẽ không có mặt trong tháng 1 năm nay Nhưng mà Cody Network, cái công ty mà đứng sau lưng DJET đã đưa ra thông báo là trong vòng một tuần nữa sẽ sẽ có cây đồng ổn định đầu tiên giao thức của Cardano xuất hiện và sẽ có trong dòng tháng 1 này và cái sàn đầu tiên so list đồng này đó là sàn Bitrue đây là cái xác nhận đến từ Code Network về cái suy nghĩ liên quan tới DiJazz tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua rồi DJET là một cái đồng ổn định theo giao thức đương nhiên đây là một cái mà làm cho nhiều người cũng khá bất ổn tại vì chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của Luna UST nhưng mà DJET thì không hoàn toàn hoạt động y như là Luna USD tại vì nó không có cái sự liên kết với đề đồng Cardano khi mà các bạn thấy được DJ được tạo ra hay là mất đi đó thì cũng không có thêm Cardano ở trên mạng lưới và nó không có sự liên quan như vậy và dựa theo những gì mà chúng ta biết đó thì DJ là một đồng mà sẽ có cái số lượng tài sản hỗ trợ có thể lên tới 8 lần đó là những gì được chia sẻ bởi Cody Network mà thôi chứ còn sự ra sao đó thì chúng ta phải chờ mới biết thật hư như thế nào nhưng mà về phương diện gây dựng một cái nền tảng một cái hệ sinh thái DeFi cho Cardano đó thì đương nhiên sẽ rất cần một độ ổn định riêng trên mạng lưới của Cardano. Chúng ta cũng có cái thông tin liên quan đến công ty DCG các bạn đã ra quyết định là họ sa thải 35% nhân viên, họ có khoảng chừng là 960 nhân viên. Dựa theo LinkedIn thì họ sa thải khoảng chừng là 330 nhân viên. Thì cũng không có gì gọi là quá lạ khi mà các bạn thấy được là có rất nhiều công ty bây giờ đang xả nhân viên công ty crypto cũng không ngoại lệ đâu và nói tới DCG đó thì hôm nay chúng ta có một bài phỏng vấn ở trên CNBC các bạn à, những người nào quan tâm đó, thì CEO của Rayscale là Michael Shanahan mà thường vui nghe người ta đọc là Michael Sonnenschein thì bây giờ thì đọc đúng cái tên của Michael là Michael Sonnenschein thì Michael Sonnenschein là CEO của Rayscale các bạn Khác là Bear Shilberg Bear là CEO của DCG là công ty mẹ Đây là CEO của Rayscale là công ty mà lưu trữ như Bitcoin đó Thì hiện bây giờ Rayscale uh, vẫn đang tiến hành kiện SEC vì lý do là SEC đã không cho một cái Bitcoin ETF spot thông qua Khi mà SEC đã cho Bitcoin ETF future thông qua rồi Và future sẽ lấy giá từ spot mà future sẽ lại nguy hiểm hơn Cho nên nếu như đã cho một cái Bitcoin futures ETF thông qua Thì SEC đáng lý phải cho Bitcoin spot ETF thông qua Chứ tại sao lại không cho Cho nên uh, cuối cùng uh, khi mà SEC từ chối không cho thông qua Thì quỹ Rescale đã điện đơn kiện SEC và Michael Sonenshine nghĩ là trong vòng quý 2, quý 3 sẽ có kết quả hy vọng là sẽ có kết quả tốt, tại vì các bạn thấy là công ty DCG công ty mẹ đó thì bây giờ họ đang có một số lượng cổ phần GBTC nằm trong quỹ của Rayscale không rút ra được, tại vì luật không cho rút các bạn cho đến khi nào mà có một cái bịch con ETF thì mới được rút mà thôi, cho nên à, họ vẫn đang cấp tốc để có thể có được một cái bịch con spot ETF thông qua. Nhưng mà nếu như mà có một cái bịch spot ETF thông qua đó thì đây là một cái thông tin rất là lớn các bạn, sẽ một thông tin rất tốt cho thị trường này chúng ta đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi khi mà có thông tin thường sẽ chia sẻ với các bạn rồi cũng là thông tin liên quan đến Genesis các bạn thì Genesis đã kiện Roger Ver tại vì Roger Ver đang thiếu nợ công ty Genesis 20 triệu đô la khi mà trade đó, đã bị thua lỗ và đã bị margin call nhưng mà bây giờ không trả cái số tiền 20.8 triệu này và những mà nào mà không rành thì Roger Ver là một nhân vật rất nổi tiếng trong crypto những năm như là thực ra từ năm 2014 mãi cho đến cái thời điểm năm 2018 thì Roger Ver mới từ từ hết nổi tiếng thôi Roger Ver là một trong những người góp nhất được công sức để mà thúc đẩy sự chấp nhận của BTC nhưng mà sau đó thì Roger Ver đã, đã hợp tác với lại Chi Han Wu của công ty Bitmain công ty mà làm những cái máy đào and Miner đó thì hai người này đã hợp tác với nhau và đã có một cái nội chiến trong cộng đồng của Bitcoin năm 2017 dẫn đến cái sự tách rời giữa Bitcoin và Bitcoin Cash và Roger Ver chi Wu là hai người ủng hộ Bitcoin Cash. Rồi sau đó các bạn đã biết là Bitcoin Cash cuối cùng là một altcoin mà thôi, Bitcoin vẫn là Bitcoin. Thì Roger Ver đã từ từ mất cái sự ảnh hưởng sau đó và Roger Ver vẫn rất là giàu các bạn không hiểu tại sao một Roger Ver bây giờ lại thiếu nợ tùm lum như vậy Tại vì cách đây vài tháng chúng ta cũng đã nghe nói tới một cái thông tin tương tự đó chính là sàn Complex Sàn Complex nói là Roger Ver thiếu nợ sàn 47 triệu đô la tại vì trade margin Nhưng mà Roger Ver thì nói là không liên quan tới Roger Ver, không có chuyện này Dù đó vẫn chưa xong, bây giờ dẫn đến là Genesis đã chính thức đệ đơn với đại tòa nói là Roger Ver không có chiêu trả 20.8 triệu này và Roger Ver phải hầu to trong vòng 20 ngày kể từ ngày mà nhận được cái các hầu to ngày 23 tháng 1. Nếu như mà Roger Ver không ra to thì coi như là đã bị thua và sẽ phải trả cái số tiền này. Đây là điều rất khó, khó hiểu các bạn. Tại vì nếu như mà nói tới ai có thể có nhiều Bitcoin đó thì Roger Ver phải là một trong người mà có rất nhiều BTC. Thật ra Roger Ver đã trong thị trường Bitcoin này nãy thường nói là 2014 nhưng mà nghĩ lại đó là còn trước khi mà có sự sụp đổ của Mt. các bạn. Uh, Roger Ver cũng có cái sự scandal liên quan tới Mao gót hồi xưa. Uh, Roger Ver đã có trong thị trường này từ năm 2010 2011 rồi thì đáng lý đâu phải có rất nhiều Bitcoin rồi. Cho dù Roger Ver đã không còn nổi tiếng nữa sau năm 2018 sau khi tách rời thành uh, Bitcoin Cash và Bitcoin thì lúc đó Roger Ver đáng lý đâu vẫn còn rất nhiều tiền. Cho dù là Roger Ver thực sự là bị uh, thua lỗ khi mà trade trên sàn Complex thì đáng lý cũng vẫn còn tiền các bạn nhưng mà bây giờ thì uh, 20 triệu này không biết là có phải là cái con số mà Roosevelt không trao nổi hay là không. Nhưng mà khi mà có thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới nước Úc. Nước Úc bây giờ đã xếp hạng thứ ba trong tổng số lượng những cái máy ATM crypto. Những cái máy mà các bạn có thể rút tiền và mua crypto trực tiếp từ những cái máy ATM đó. Thì nước Úc bây giờ đứng hạng thứ ba các bạn với tổng cộng là 234 cái máy ATM đã nhiều hơn cả Tây Ban Nha là 222 cái máy ATM. Và thật ra đó các bạn nhìn vào cái bảng xếp hạng này đến từ Cointeagraph thì Hoa Kỳ chiếm phần trăm lớn các bạn. À, Hoa Kỳ chiếm 86.9% tất cả cái máy crypto ATM. Kế đó là Canada chiếm 6.7 và bây giờ thứ ba là nước Úc các bạn chiếm 234 máy có nghĩa là 0.6% mà thôi. Thì nghe như là nhiều lắm nhưng mà thật ra các bạn nhìn thấy được là so với lại Hoa Kỳ thì vào con số rất là nhỏ Ở Hoa Kỳ có rất nhiều những cái máy ATM các bạn thường cũng đã từng gặp rất nhiều rồi Thực ra các bạn lên cho Google tìm kiếm máy ATM thì đầy luôn Thường thì chưa bây giờ sử dụng hết tại vì cái giá cũng rất là cao các bạn Cao hơn các bạn tự mua kinh sàn rất nhiều Đương nhiên là họ phải thu phí ATM như, như mà nào mà rút tiền ATM gì đó Nhiều khi các bạn rút tiền ATM mà không phải là cái máy của ngân hàng sẽ bị chặt phí thì cái phí để mà mua hay là bán Bitcoin dùng ATM cũng rất là mắc các bạn cho nên Thuận chưa có sử dụng Nhưng mà lần sau khi mà Thuận gặp một cái máy Thuận cũng sẽ sử dụng thử để các bạn xem coi hoạt động như thế nào Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance Và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Một lần nữa như thế nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trị quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a.